Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với chương trình Mỗi Phút Một Thứ của 23 Creative VN. Và hôm nay chúng tôi sẽ đem đến thứ khiến Dota 2 dài hơn, nhanh hơn, lươn hơn, đẹp mắt hơn, giống bóng rổ hơn, giống Boeing hơn. Vâng, không có thứ nào khác ngoài Aghanim's Scepter, hay còn gọi là gậy sành. Với 4k2 tiền trong game, anh em có thể sở hữu một chiếc gậy xanh. Chiếc gậy thần thánh này có thể nâng cấp skill hay thêm skill cho vị tướng yêu thích của anh em, tương tự với đối thủ. Nếu lười không check đồ chúng, anh em có thể nhìn vào chân chúng và thấy một vòng tròn màu xanh nước biển, tức là chúng đã có gậy xanh, có thể đề phòng cho combat sắp tới. Thậm chí rất nhiều hero trở nên cực kỳ mạnh mẽ và hướng đến gậy xanh rất sớm để có thể farm vào combat như Jaro Copter, Bristleback, Kunkka hay Void Spirit. Hiện tại hầu hết tất cả các hero của Dota 2 đều đã được gây bật cấp cho gậy xanh để dễ bề nâng cấp sức mạnh, trừ Omni nữ. Tuy nhiên, Alchemist búp gậy xanh cũng là chiến thuật rất hấp dẫn mà các team đang sử dụng khá nhiều để có thể ở nhà một TI. Và đó là một phút về chiếc gậy thần thánh này. Anh em có nhu cầu tìm hiểu về thứ gì nữa, hãy order ngay ở phần bình luận để chúng mình có thể chiều lòng anh em nhé.